Bộ cóng sòng trào màu sơn tuyết nhé. Đấy, bộ này treo vào lồng tre hay là lồng gỗ đều rất là xinh luôn nhé. Anh em thích mẫu cóng này thì có thể liên hệ trực tiếp số 03888 59722 nhé. Bên em có rất nhiều các mẫu cóng khác nhau. Đấy, anh em có thể liên hệ trực tiếp Zalo để xem các mẫu. Bên em chỉ còn một ít bộ mẫu này thôi. Mẫu này thì bán rất là chạy luôn.